Xin chào các bạn. Nếu các bạn ăn keto và ăn hai bữa một ngày, vậy thì một ngày đó chúng ta sẽ giảm được bao nhiêu ký? Thì chúng ta biết rằng là giảm cân đó, nó là một quá trình nha các bạn. Tại vì khi các bạn tăng cân cũng các bạn cũng phải là một quá trình các bạn tăng cân, chứ không phải là các bạn tăng một sớm một chiều. Nó là một quá trình, nó tích tụ từ ngày này qua ngày kia và nó làm cho chúng ta tăng cân một cách từ từ, nó tăng lên. Vậy thì khi các bạn muốn giảm cân thì các bạn muốn phải giảm một cách từ từ nha các bạn. Nó là một cái quá trình, nó cũng phải là một quá trình từ từ chúng ta giảm nó xuống. Vậy thì đó, làm sao chúng ta biết được rằng là một chúng ta sẽ giảm được bao nhiêu trong một ngày hoặc là một tháng? Hoặc là chúng ta đặt một cái mục tiêu là thí dụ như là 6 tháng hoặc là 1 năm đi các bạn. Vậy thì chúng ta sẽ phải trong cái thời gian đó chúng ta biết được là chúng ta sẽ giảm bao nhiêu. Thì chúng ta biết rằng là trung bình đó, một người lớn của chúng ta đó là chúng ta xài khoảng cỡ 2000 calorie một ngày nha các bạn. Nha, trung bình. Vậy thì bây giờ các bạn chia ra một ngày 24 tiếng đó, vậy thì một tiếng đó trung bình là chúng ta sẽ tiêu tốn khoảng cỡ 80 cho tới 90 cái calorie. Và chúng ta biết là 1 gram tinh bột hoặc là 1 gram protein tức là đạm đó các bạn, tinh bột tức là carbohydrate đó, thì nó là tương đương với lại 4 calorie. Và 1 gram chất béo tức là chúng ta ăn mỡ hoặc là chúng ta ăn dầu ăn, thì 1 gram đó, nó sẽ là 9 calorie, tức là nó nhiều hơn gấp đôi so với lại tinh bột với lại protein. Vậy thì bây giờ đó, nếu như các bạn muốn giảm cân đó, thì việc đầu tiên là chúng ta phải làm, chúng ta phải ăn, chúng ta phải nạp cái lượng calorie đó mà nó ít hơn là bình thường các bạn ăn nha các bạn, thì các bạn mới giảm cân được nha. Thí dụ bây giờ một ngày là 2000, bây giờ các bạn ăn xuống một ngày còn 1800, tức là chúng ta giảm cái khẩu phần đi, ngày còn 1800, tức là các bạn giảm 200 cái calorie một ngày. Thì khi mà 200 cái calorie đó các bạn chia ra đó, thì nó tương đương với khoảng là khoảng cỡ chừng 22 gram chất béo, nếu như cơ thể của chúng ta đốt chất béo nha các bạn, tức là 22 gram chất béo. Tức là một tháng đó các bạn giảm được khoảng 660 gram, tức là nó nằm khoảng là hơn nửa ký. Vậy thì bây giờ nếu như các bạn muốn giảm một tháng mà các bạn giảm 1 kilo à các bạn, vậy thì các bạn phải giảm xuống cái lượng calorie của các bạn xuống còn là 1700, tức là các bạn giảm 300 calorie một ngày. Và nếu như các bạn muốn giảm thêm là 2 ký một tháng, các bạn xuống 2 ký một tháng, vậy thì các bạn phải nạp vô cái lượng mà các bạn calorie nạp vô đó, các bạn phải nạp càng ít hơn nữa các bạn ha. Các bạn phải nạp xuống còn 1400 ngày thôi, tức là các bạn phải cắt giảm đi là 600 calorie một ngày thì các bạn mới có thể giảm được là 2 ký một tháng. Đó là cái cơ bản nha các bạn, tức là trung bình đó, mình tính ra là như vậy. Nhưng mà với một điều kiện đó là các bạn muốn mà đốt được cái mỡ bụng của chúng ta đó, thì chúng ta phải tạo được cái năng lượng keto nha các bạn, tức là một cái keto, một cái dạng năng lượng mà nó lấy từ chất béo của chúng ta ra để mà nó đốt. Nó đốt cái mỡ chúng ta lấy cái chất béo ra để làm cái năng lượng keto. Nhưng mà cái keto nó làm được đó là cơ thể của chúng ta đó, với điều kiện là chúng ta phải cái insulin của chúng ta nó phải thấp các bạn. Chứ nếu mà các bạn cái insulin của các bạn cao, tức là các bạn bị tiểu đường hoặc là các bạn bị kháng insulin, tức là người trong insulin của các bạn nó cao, thì nó không có đốt các bạn, cơ thể nó không có tạo keto. Và do vậy đó mà nếu như các bạn vẫn tiếp tục ăn đường với tinh bột nhiều thì khó lắm các bạn. Các bạn khó giảm cân lắm, trừ khi các bạn phải đi tập thể dục rất là nhiều để đốt hết cái năng lượng đó thì nó các bạn mới thể giảm cân được. Và nếu như các bạn chưa xem cái video của mình về cái giữa tập thể dục và ăn keto đó, cái nào đó nó giúp cho chúng ta giảm cân hiệu quả hơn, mình sẽ để cái link bên dưới để các bạn theo dõi. Ví dụ như mình đó, là mình buổi sáng đó, là mình ăn, mình không ăn gì các bạn, mình chủ một ly cà phê, mình xài đường stevia, tức là cái đường nó không có năng lượng các bạn, nửa gói tức là khoảng 1 gram, 1 gram đường stevia, mình bỏ thêm khoảng cỡ 150 ml sữa không đường để cho mình uống cho nó nói chung là cho nó ngon đó các bạn. Thì đó, trong cái sữa không đường của mình đó, mình uống đó, thì trong 100 ml đó, thì nó sẽ có khoảng là chất béo nó khoảng là 3,3 gram, protein là 3 gram, carbonhydrate là 4,6 gram, nó có carbonhydrate nha các bạn.
Và cái carbohydrate trong sữa nó cũng giống như là đường glucose đó các bạn, nó nhảy vô trong máu rất là nhanh đó các bạn. Và do vậy các bạn, nếu mà các bạn muốn giảm cân là các bạn phải hạn chế uống sữa nha các bạn. Thì mình uống có 50ml thôi các bạn. 50ml thì các bạn chia cái thành phần nó ra là một nửa, tức là chất béo chỉ có 1,6g, protein là 1,5g và cái carbohydrate là 2,3g. Thì nếu mà tính ra cái lượng calorie đó là của cái ly cà phê mà mình uống buổi sáng đó, là nó khoảng là 30 hoặc là 31 calorie rồi các bạn. Nhưng mà đó, tại vì nó vẫn có cái carbohydrate, cái glucose ở đây đó, nó là glucose đó các bạn, nó nhảy trong máu rất là nhanh và như vậy nó vẫn nhảy insulin các bạn. Và như vậy khi mà mình để ý đó là mình phải thấy rằng là cái cơ thể của mình đó, tức là một tiếng sau đó các bạn, nó cái cân nặng nó vẫn còn như vậy các bạn, nó không có đốt mỡ. Tức là một tiếng sau, là sau một tiếng đó, là bắt đầu nó mới thấy cơ thể mình, nó bắt đầu mình mới thấy giảm cân. Nó tức là cân nặng bắt đầu nó mới giảm các bạn. Còn trong vòng một tiếng đó là vẫn nguyên, nó vẫn giữ nguyên các bạn, mặc dù mình vẫn làm việc và hoạt động bình thường. Vậy thì bây giờ nếu như các bạn mà ăn một ngày ba bữa đó thì khó lắm các bạn. Các bạn khó có giảm cân được lắm. Tại vì đó cơ bản là khi các bạn ăn một ngày ba bữa đó là các bạn không kiểm soát được cái khó, chúng ta khó kiểm soát được cái lượng calorie, cái lượng calo mà chúng ta nạp vào. Không? Bởi vì như mình đã nói là các bạn muốn giảm cân là các bạn phải giảm, tức là chúng ta phải giảm cái lượng calo thường ngày mà các bạn ăn vào. Và thông thường nó khi các bạn ăn một ngày ba bữa là thông thường là mình thấy là trong bữa ăn của các bạn đó là nó có tinh bột hoặc là đường các bạn. Không? Và nếu như vậy đó mà các bạn càng ăn nhiều đường với tinh bột thì càng khó nữa các bạn, tại vì cái insulin nó nhảy. Các bạn mỗi lần các ăn đường với tinh bột cho là insulin nó nhảy lên. Và khi mà insulin nó nhảy đó, thì đương nhiên cơ thể chúng ta nó không đốt mỡ. Và nếu như mà như vậy đó thì cơ thể của chúng ta nó làm cho cái tế bào của chúng ta nó kháng insulin. Và như vậy thì cơ thể chúng ta nó càng mau đói các bạn. Và như vậy các bạn chút xíu sau là các bạn đói là các bạn lại phải đi kiếm cái gì đó các bạn ăn. Và nhất là những cái đồ ngọt. Và như vậy đó thì nó lại là một cái chu kỳ các bạn, vòng vòng như vậy. Thì và do đó mà nếu mà các bạn bắt buộc các bạn muốn giảm cân đó thì các bạn muốn tiêu cái mỡ bụng giảm cân thì việc đầu tiên là các bạn phải chuyển qua một cái chế độ ăn một ngày hai bữa chứ các bạn. Ăn một ngày hai bữa. À, và các bạn làm sao các bạn phải giảm cái lượng tinh bột mà các bạn nạp vô. À, tốt nhất là các bạn nên cắt đường luôn các bạn, chuyển qua một cái loại đường stevia, một cái loại đường mà nó không có làm tăng insulin của các bạn ra. Mình thì mình vẫn ăn tinh bột đó các bạn, vẫn ăn cơm mỗi ngày đó các bạn. Một ngày mình ăn khoảng chén cơm, hai bữa một chén, một bữa có khoảng 100g à, các bạn. Mình vẫn ăn à, tại vì mình muốn là giữ một cái cân nặng đó các bạn. Tại vì khi mà các bạn giảm cân tới mức nào đó mà các bạn muốn giữ cái cân nặng của bạn lên rất là dễ các bạn. Mình cứ khoảng cỡ chừng hơn năm rưỡi nay, gần 2 năm nay mình cứ khoảng 49-50kg các bạn. Bữa nào mình thích thì mình cho nó xuống còn 48, còn không mình đẩy nó lên là rất là dễ các bạn. Tức là các bạn muốn tăng cân rất là dễ, nhưng mà các bạn muốn giữ cái cân nặng hoặc là ở mức nào đó thì chúng ta phải có một cái chế độ ăn cho nó phù hợp nha các bạn. Còn nếu không là các bạn tăng cân lại rất là nhanh. Thì mình thấy là như vậy là các bạn, nếu các bạn ăn theo một cái như nãy mình nói đó thôi các bạn. Nếu các bạn ăn một ngày hai bữa, các bạn giảm cái lượng calorie đi thì như vậy đó, trung bình đó, nó các bạn tùy theo cái mục đích của các bạn, các bạn muốn giảm cân nhiều thì các bạn cắt giảm càng nhiều, hoặc là các bạn tập thể dục, các bạn tập thêm thể dục. Còn nếu không đó thì các bạn giảm cách từ từ các bạn. Mình thì hồi trước mình cũng giảm từ từ đó các bạn, một tháng mình giảm có chừng 1,5 kg hoặc 2 kg thôi. Và nếu như mà mình nhận thấy mà nếu mà cái bữa nào mình ăn một ngày một bữa đó, một ngày một bữa thì trung bình đó, một bữa của mình đó thì nó khoảng cỡ chừng 500g nửa ký salad các bạn, thêm một thìa dầu ô liu. Thì cái salad này nó thì cứ mà tính ra thì nó khoảng cỡ chừng 200 calorie. Một lạng thịt bò các bạn, một lạng thịt bò cũng có khoảng cỡ chừng 200 calorie. Bốn trái trứng gà thì nó cầm tầm khoảng cỡ chừng 400-450 calorie các bạn, tại vì trứng gà của mình đó thì nó khoảng cỡ chừng 70-80g, tức là 4 trái trứng thì nó khoảng có chừng 300g, thì quy ra thì nó tầm có khoảng có chừng 450 cái calorie. Dầu ăn thì mình xài khoảng có chừng 50ml các bạn, thì nó quy ra thì nó cũng có khoảng có chừng 300-400 calorie đó các bạn. Mình sau đó mình ăn thêm khoảng có chừng 100g bơ cộng với thêm 100ml sữa không đường nha các bạn, tại mình muốn ăn thường là mình ăn sinh tố bơ, mình ăn mỗi ngày, thì cộng với thêm lại 50g hạt bí. Thì 50g hạt bí thì nó cũng cỡ khoảng cỡ chừng 100-200 calo. Còn cái ly sinh tố bơ của mình thì nó cũng nằm cỡ khoảng 200 calo các bạn.
Tại vì trong bơ nó có nhiều chất béo các bạn. Thì nếu mà tính tổng hợp lại hết như vậy đó, một bữa ăn của mình ngày như vậy đó, thì mình ăn khoảng cỡ chừng 1.700 calorie. Nếu mình ăn một ngày một bữa, là 1.700 calorie. Và nếu như mà mình thấy là nếu mà mình tập thêm thể dục đó các bạn, mình tập thể dục cũng nhẹ lắm, mình không có đến phòng gym các bạn, mình ở nhà thôi, tập những cái bài tập nhẹ nhàng thôi, thì như vậy đó là một ngày đó thì mình thấy là mình giảm cỡ chừng, khi mình cân lên đó, thì mình thấy là giảm có khoảng 100 gram các bạn, 100 gram một ngày nếu mình ăn một ngày một bữa. Thì cái là cái chế độ ăn nó là như vậy. Các bạn có thể, tức là tùy theo các bạn có thể tính toán, các bạn tính toán theo là cái lượng calorie của các bạn ăn nó là bao nhiêu. Nhưng mà chủ yếu là làm sao các bạn nạp thêm chất béo nha các bạn. Tại vì khi các bạn giảm cái lượng đường với lại tinh bột đi đó, thì cơ thể chúng ta phải làm sao để cho nó đủ calorie đó các bạn. Thí dụ như các bạn đủ calorie thì các bạn phải ăn thêm chất béo, tại vì chất béo nó có nhiều calorie các bạn, nó giúp cho các ta lo lâu hơn. Và nếu như các bạn chưa xem cái video của mình về cái mà ăn keto như thế nào, và thí dụ như là các bạn muốn giảm cân bằng cách là chúng ta uống thêm nấm táo các bạn, để làm tăng, tức là nó làm giúp cho chúng ta đốt mỡ, thì mình sẽ để cái link bên dưới để cho các bạn theo dõi. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Hẹn gặp các bạn trong các video tiếp theo.